chào các bạn, mình tên là Phạm Ngọc Uyên Thi, 11 tuổi, phường 24. Sau đây mình xin giới thiệu về quyển sách mà mình yêu thích nhất. Quyển sách này có tên là Bách Khoa Vũ Trụ. Ban đêm khi ngước nhìn lên bầu trời, các bạn sẽ thấy vô vàn vì sao lấp lánh, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ bao la rộng lớn kia. Các bạn có bao giờ băn khoăn trong vũ trụ có gì chưa? Bách Khoa Vũ Trụ sẽ đưa bạn đến những cuộc thám hiểm vô cùng kỳ thú đấy. Quyển sách này có những nội dung hay và thú vị như là không gian vũ trụ, khám phá vũ trụ, hệ mặt trời, sao chổi và sao băng, bí ẩn của vũ trụ dành cho mọi người. Bên cạnh nội dung phong phú, màu sắc và hình ảnh sống động hiện rõ nét vũ trụ, nội dung mà mình tâm đắc nhất là hệ mặt trời. Khi đọc nội dung này, mình cảm thấy như đang ở trên vũ trụ vậy. Từ màu sắc đến hình ảnh rõ nét làm cho mình hiểu rõ hơn về những hành tinh xoay quanh hệ mặt trời và ý nghĩa của cái tên của những hành tinh. Ngoài cung cấp những kiến thức ra, sách còn có một câu đố để giúp củng cố những kiến thức vừa đọc và gây thêm hứng thú khi đọc sách. Sau khi đọc xong quyển sách này, mình cảm thấy quyển sách này rất hay và bổ ích. Mình rất thích khám phá vũ trụ nên quyển sách này đã một phần nào đó hình thành những kiến thức cơ bản về vũ trụ. Các bạn ơi, nếu các bạn có đam mê khám phá và tìm hiểu vũ trụ thì ngại gì mà không đọc quyển sách này nhé. Tạm biệt các bạn. Khi nào cái bông thì bông còn biết nha, không có cần biết được vũ trụ nha, chẳng bao giờ. Nói chẳng hai thôi, chẳng hai cái này là cái gì vậy ha? Cái nào cái màu đỏ tối ở đâu? Nói ở đây. Không, cái màu đỏ 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 này rồi, rồi đâu? Tối ở đây hả? Màu xanh nói ở đâu? Nói ở đây, đúng rồi, màu đen nói ở đâu? Nói ở đây, đúng rồi. Còn khi nào đi bông? Cái này là cái gì đây? Cái tết thôi. Cái bông này cũng là cái này. Cái này là tô màu đỏ nha. Cái này cũng là tô màu đỏ nha. Cái này là màu xanh nha. Đây, có mì không? Có mì không? Cứ nhớ thôi. Đây có mì. 1, 2, 3 màu xanh nó tiếng Anh là gì? Blue. Màu em đang cầm là tiếng Anh là gì? Green. Ai vừa nói? Màu đó là gì? Màu này. Màu đó màu gì? Màu đỏ.